Tiền cổ thập hung có 8 vị được cho là liên quan đến Thạch Hạo, còn có bảo thuật của 2 vị nhưng hắn chưa từng có được. Vậy ai là người giúp đỡ hắn nhiều nhất? Tiên cổ Kỷ Nguyên có 10 sinh linh thực lực vô cùng mạnh mẽ, từng chiết ra hung danh hiển hách, cậy sức mạnh có thể địch cả thiên vương. Bọn họ được xưng là thập hung, nhưng thứ còn quan trọng hơn chính là bảo thuật trời sinh của bọn họ. Cho dù chúng rơi vào tay người ngoại tộc thì vẫn có thể phát huy ra uy lực vô thượng, sẽ không vì nguyên nhân chủng tộc mà không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, mà sự quật khởi của Hoàng Thiên Đế Thành Hạo cũng không thể tách rời thập hung này. Vị trí đầu tiên thuộc về Côn Bằng. Vào cuối thời kỳ tiên cổ, sau khi thất bại trước dị vật, Côn Bằng bị thương nặng trở về quê hương nhưng lại qua đời. Tuy nhiên, bảo thuật của dòng dõi Côn Bằng được mệnh danh là có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, đồng thời có khả năng diễn hóa âm dương chi lực. Thời thơ ấu, Thành Hạo đã dựa vào bảo thuật này để phát triển, nhiều lần vượt cấp chiến thắng kẻ địch, thoát chết trong gang tấc. Trong trận chiến sông Thạch, Côn Bằng bảo thuật được đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thất thần hạ giới, bảo thuật này vẫn phát huy sức mạnh phi thường, giúp cho Thành Hạo tiêu diệt nhiều vị giả thần. Thậm chí, trước Chí Tôn đạo tràng, Thành Hạo đã sử dụng Côn Bằng pháp để chém vị thiên tài số 1 của thiên dương tộc là U Vũ. Cùng với sự trưởng thành của Thành Hạo, Côn Bằng bảo thuật không ngừng đột phá. Ngay cả khi Thành Hạo bước vào lĩnh vực tiên đạo, trở thành tiên vương cự đầu, hắn vẫn thường sử dụng Côn Bằng pháp. Qua đó, ta có thể thấy sức mạnh phi thường của Côn Bằng bảo thuật. Vị trí thứ hai thuộc về Lôi Đế. Lôi Đế là người thống trị Lôi Đạo, đạt được thành tựu cao nhất trong lĩnh vực này, là một trong những thập hùng trẻ tuổi nhất. Lôi Đế sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Nếu Lôi Đế trưởng thành đến mức viên mãn, hắn có thể thay thế cai quản thiên kiếp. Phải biết rằng, ngay cả các cường giả tiên vương cũng phải kính trọng thiên kiếp. Chính vì sức mạnh phi thường của Lôi Đế mà dị vật coi hắn là cái gai trong mắt và bắt đầu hành động truy sát. Dưới sự hợp sức của nhiều vị bất hủ vương, Lôi Đế đã hy sinh. Về sau, Thành Hạo nhận được truyền thừa Lôi Đế pháp và cũng không ngừng phụ lại uy danh của Lôi Đế. Sau khi tinh thông Lôi Đế pháp, Thành Hạo thậm chí có thể triệu hồi thiên kiếp giáng xuống, từng trong một trận chiến đầy sấm sét lấy thân xác Chí Tôn vượt qua hai cảnh giới để tiêu diệt chân thần tại Ải Đế Quan. Với thân thể hư đạo, nghịch thiên chém giết tu sĩ trạm ngã cảnh. Ngoài Lôi Đế pháp, Thành Hạo còn thu được chiến giáp của Lôi Đế trong Nguyên Thiên Bí Cảnh. Chiến giáp này không hề tầm thường, trong trận chống lại Đế Xung, nó đã cung cấp cho Thành Hạo nguồn pháp lực vô tận. Trong trận chiến với Tàng Tiên, chiến giáp này cũng bộc phát uy lực vô cùng to lớn. Như vậy, có thể thấy mối liên hệ giữa Lôi Đế và Thành Hạo vô cùng sâu sắc. Vị trí thứ ba thuộc về Cửu Diệp Kiếm Thảo. Trong thời kỳ tiên cổ, Cửu Diệp Kiếm Thảo lặng thầm vô danh cho đến khi một vị bất hủ vương từ dị vật vượt qua ranh giới đến nơi nó sinh sống. Một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ, vô tận kiếm khí xé toạc tinh hà, khiến cho thế giới biết đến sự tồn tại của một cường giả như vậy. Cửu Diệp Kiếm Thảo cũng nhờ trận chiến này mà lọt vào danh sách thập hung. Bảo thuật của nó chính là Thảo Tự Kiếm Quyết, không chỉ là một trong thập hung bảo thuật mà còn là một trong ba kiếm quyết mạnh nhất từ cổ chí kim. Sau khi Cửu Diệp Kiếm Thảo qua đời, Thảo Tự Kiếm Quyết được truyền lại cho Chí Tôn Điện Đường, mãi cho đến khi Thành Hạo tu luyện đến độ nhất cảnh mới nhận được nó. Tuy nhiên, dù Thảo Tự Kiếm Quyết là thập hung bảo thuật, nhưng ban đầu Thành Hạo lại không quá quan tâm, bởi vì bản thân hắn đã có quá nhiều bảo thuật thì thế. Cho đến khi hắc ám xâm chiếm Cửu Thiên Thập Địa, Thành Hạo sử dụng Lôi Đế bảo thuật có khả năng khắc chế mọi tà ma nhưng không có hiệu quả, mà Thảo Tự Kiếm Quyết vừa xuất hiện đã nhanh chóng tiêu diệt mọi thứ. Khi Thành Hạo trở thành Chí Tôn, với sự gia trì của Thảo Tự Kiếm Quyết, hắn mới có thể chém giết nhiều vị hắc ám Chí Tôn. Lời nhận xét, một trong những kiếm quyết mạnh nhất từ cổ chí kim của Thảo Tự Kiếm Quyết quả thật danh bất hư truyền. Tiếp theo là Chân Hoàng. Chân Hoàng còn được gọi là Bất Tử Thần Hoàng. Bảo thuật của hắn sở hữu khả năng phục hồi đáng sợ, người sử dụng thậm chí có thể mượn lửa để tái sinh. Trong di tích tiên cổ, Đoạ Thần Tử đã sử dụng bí pháp này để chiến đấu dai dẳng với Thành Hạo. Cuối cùng, Thành Hạo phải sử dụng nhiều thủ đoạn và thậm chí cả Đại La Kim Thai mới vất vả chém giết Đoạ Thần Tử. Trích Tiên cũng có thể dựa vào Chân Hoàng bảo thuật mà không phân thắng thua với Long Tuyền của Thập Quang Vương. Sự nghịch thiên của Chân Hoàng bảo thuật khiến cho Thành Hạo vô cùng thèm muốn, nhưng mãi không thể nhận được. Cuối cùng, nhờ có cơ duyên may mắn trong hư thần giới, sau khi thu thập đủ 10 mảnh vỡ thanh đồng, Thành Hạo mới có thể nhận được thập hồn bảo thuật này. Vị trí thứ năm thuộc về Thiên Giác Nghĩ. Thiên Giác Nghĩ được mệnh danh là thần thông sức mạnh tối thượng, có thể phá tan vạn pháp chỉ bằng sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, Thiên Giác Nghĩ thập hồn đã qua đời, nhưng vẫn để lại một hậu duệ ở nhân gian. Sau khi gia nhập Thiên Thần Thư Viện, Thành Hạo đã đến hang động của Thiên Giác Nghĩ và gặp gỡ người hậu duệ này. Tính cách của hai người rất hợp nhau, cùng nhau trải qua nhiều lần rèn luyện sinh tử. Dưới sự chỉ dẫn của Tàn Ảnh Thiên Giác Nghĩ, họ đến Bất Diệt Phong để lấy Bất Diệt Kinh, rồi cùng nhau quay lại chiến trường tiên cổ để chiến đấu với Hạc Vô Song. Khi thời đại mạt pháp đến, Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng là một trong số ít người sẵn sàng ở lại Cửu Thiên cùng Thành Hạo. Sau đó nó trở thành trụ cột của Thiên Đình. Hai người thân như anh em, và Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng truyền lại Thiên Giác Nghĩ bảo thuật cho Thành Hạo. Vị trí thứ 6 thuộc về Chân Long. Chân Long là vị trí đứng đầu trong thập hung thời Thái Cổ, đồng thời cũng là vị cường giả duy nhất trong thập hung đạt đến cảnh giới thiên vương.
sở hữu chiến lực ngang tầm cự đầu, bảo thuật của Trương Long cũng vô song trên đời. Người bình thường dù chỉ nắm giữ một phần nhỏ của Trương Long Pháp cũng đủ để thống trị thế hệ cùng trang lứa. Nhờ vậy mà Bổ Thiên Giáo mới có thể tung hoành ngang dọc Tam Thiên Châu. Còn đối với kẻ sở hữu Trương Long bảo thuật hoàn chỉnh như Thiên Tử, hắn càng có tư cách xưng bá, là bá chủ thiên cổ suốt 10 đời, được mệnh danh là Thập Quang Vương. Thành Hạo cũng có duyên nợ với dòng dõi Trương Long. Đệ tử thân truyền của hắn là con trai của Trương Long, Xích Long Cát Cổ. Ban đầu, Thành Hạo muốn học được Trương Long Pháp từ đệ tử, nhưng Xích Long lại mang tật bẩm sinh, không có huyết mạch truyền thừa. Bất đắc dĩ, Thành Hạo bèn truyền cho Xích Long chân hoàng bảo thuật, hy vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện cảnh tượng Long Phượng xung vầy. Về sau, khi Thành Hạo bước vào cảnh giới thiên vương trở thành vô thượng cửu đầu, hắn đã đi hỏi thăm các vị thiên vương khác để phá vương thành đế. Cuối cùng vô tình nhận được Trương Long bảo thuật từ tay một cường giả lão luyện. Vị trí thứ 7 thuộc về Kỳ Lân. Người sử dụng Kỳ Lân bảo thuật sẽ toát ra vị trí vương giả. Trong trận song thạch tại hư thần giới, Thạch Nghị từng sử dụng Kỳ Lân bộ, chính là một phần của Kỳ Lân pháp. Kỳ Lân pháp vô cùng bí ẩn, chỉ có số ít người có thể nắm giữ toàn bộ bí pháp. Vào thời kỳ tiên cổ, chỉ có Lục Quang Vương Đinh Xuyên là người duy nhất trong số các thiên tài nắm giữ toàn bộ Kỳ Lân pháp. Đây là một trong hai thần thông bẩm sinh của Đinh Xuyên, giúp cho anh ta 6 lần bá chủ tiên cổ. Mối duyên nợ giữa Thành Hạo và Kỳ Lân bắt nguồn từ một sự cố. Trên đường đến ải đế quan qua khu không người, Thành Hạo chịu ảnh hưởng từ trường vật của Vô Trung Thiên Vương và lục đạo luân hồi Thiên Vương, khiến cho hắn mơ về thời kỳ tiên cổ. Trong hành trình mơ hồ này, hắn gặp gỡ một con kỳ lân trắng đòn đớp. Sau khi thất bại trong trận tiên cổ, kỳ lân trắng bị một vị cường giả vô thượng phong ấn đến kỷ nguyên tiếp theo và thức tỉnh trong thời đại của Thành Hạo. Nó nhận Thái Âm Ngọc Thỏ làm chủ, mà Thỏ Ngọc lại là bạn thân của Thành Hạo. Do đó, việc Thành Hạo nhận được kỳ lân bảo thuật là điều không hề khó. Vị trí thứ 8 trong thập hung thuộc về Đã Thần Thạch. Đây cũng là thập hung đầu tiên mà Thành Hạo gặp gỡ trong chuyến đi đến Bách Đoạn Sơn khi còn nhỏ. Đã Thần Thạch sở hữu thân xác vô cùng cứng rắn, nếu ném trúng mục tiêu sẽ vô cùng nguy hiểm. Đã Thần Thạch mà Thành Hạo gặp gỡ còn có tài năng về trận pháp thi thường, còn tự đặt cho mình cái tên Thạch Bá Thiên. Một hạt bụi có thể lấp đầy biển chính là Đã Thần Thạch trong thập hung, mà Thạch Bá Thiên chính là hậu duệ của nó. Sau khi theo Thành Hạo rời khỏi Bách Đoạn Sơn, Thạch Bá Thiên nhận Thành Hạo làm sư huynh, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, ví dụ như phá vỡ kho báu Bất Lão Sơn hay giúp cho hắn giải trừ sát cơ của thiên đạo. Thành Hạo cũng không hề keo kiệt với Thạch Bá Thiên, tìm kiếm cho nó thế giới thạch, vạn pháp thạch, hỗn nguyên thạch và các loại thần liệu khác. Sau khi Đã Thần Thạch tấn thăng lên cảnh giới thiên đạo, nó đã khôi phục dấu ấn huyết mạch và để báo đáp sư huynh của mình, nó cũng truyền lại Đã Thần Thạch bảo thuật cho Thành Hạo. Vị trí thứ 9 thuộc về Cô Tổ. Cô Tổ cũng là thập hung duy nhất còn sống sót, sở hữu sức mạnh vô song trong hai lĩnh vực thời gian và không gian. Nhờ nắm vững bảo thuật không gian mà tộc hư không thú được nhiều người săn lùng, nhưng thần thông không gian của họ so với Cô Tổ thì không đáng một xu. Cô Tổ có khả năng cắt đứt không gian bằng một tay và thời gian bằng tay kia. Chi phối hai quy tắc to lớn này, Cô Tổ là cường giả số 1 trong tộc, từng vang danh lừng lẫy trong thời kỳ tiên cổ, thậm chí còn giao tranh với Trương Long. Đáng tiếc, khi dị vật xâm lăng, cựu thiên không thể chống lại. Ngay lúc thất bại đã định, Cô Tổ được lục đạo luân hồi thiên vương ủy thác, cần giả vờ đầu hàng dị vật. Để khiến cho dị vật tin tưởng, Cô Tổ thậm chí còn phong ấn ký ức của mình và thần thông của Cô Tổ đương nhiên cũng không còn được lưu lại ở cựu thiên thập địa. Mãi đến vô số năm sau, Cô Tổ phải đối mặt với kiếp nạn tiên vương. Khi đột phá tiên vương, ký ức về quá khứ u về. Sau đó, khi Thành Hạo bị Kim Thái Quân đưa đến dị vật, Cô Tổ bèn âm thầm thao túng, đặt Thành Hạo vào âm dương lò để luyện hóa, giúp cho hắn hoàn thiện quy tắc đại đạo, giúp cho Thành Hạo vượt xa các thiên tài cùng trang lứa. Nhưng Thành Hạo vẫn không nhận được bảo thuật của Cô Tổ. Vị trí cuối cùng thuộc về cựu U Ngao. Chủng tộc này được mệnh danh là chủng tộc đứng đầu trong thập hung, thì bảo thuật của chủng tộc cũng là thập hung bảo thuật. Nhưng cựu U Ngao khi xuất hiện trong tiểu thuyết lại chưa từng thể hiện ra. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì bản thể cựu U Ngao vô cùng hung hãn, vẫy như kim tiên, hầu hết các đòn tấn công đều không có hiệu quả với nó. Chính cái đuôi của nó mọc ra đầu rồng, có thể xé nát cao thủ vô thượng. Vũ vô địch là nhờ sức mạnh thân xác mới làm Thành Hạo bị thương. Đối với chủng tộc này, chỉ cần dựa vào thân xác là có thể tung hoành ngang dọc. Còn đối với những cường giả như Diệt Thế Lão Nhân, thập hung bảo thuật là thứ có thể có hoặc không, bởi vì bản thân họ đã là chuẩn thiên đế rồi. Vì Vũ vô địch không thân thiết với Thành Hạo, mà Diệt Thế Lão Nhân lại là kẻ thù, nên Thành Hạo cũng không thể tìm được tuyệt thế bảo thuật của cựu U Ngao. Trên con đường trưởng thành của Thành Hạo, truyền thừa và bảo thuật của thập hung đóng vai trò không thể thiếu, nhưng hắn lại chỉ nhận được 8 loại. Nếu các vị có thể nhận được 10 loại, tất nhiên sẽ đều là chất liệu thiên đế. Nếu một ngày nào đó tinh không đổ tung, càng không sụp đổ, vô số cố nhân bạc mái đầu, hồng nhan về với cát bụi, biến mất trong dòng chảy thời gian, mà ngươi tuy vô địch thế gian, nhưng chỉ có thể một mình đứng bên dòng sông thời gian nhìn lại vạn cổ, độc hành cùng đại đạo, ta nhìn về tương lai, một mảng hỗn độn, quay đầu nhìn lại sau lưng ngươi, chỉ thấy hư vô, ta đã nhìn thấy, sinh ra trong kiếp này, ngươi gian nan hơn bất kỳ ai, khổ cực hơn bất kỳ ai, cần một mình độc đoán vạn cổ.